Kính chào quý vị, đây là chương trình 60 giây sáng ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình 60 giây sáng nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Nhu cầu đi lại tại bến xe khách liên tỉnh tăng cao trong dịp 30 tháng 4, 1 tháng 5. Cháy khu đất rộng nhiều hecta gần cơ sở cai nghiện ma túy Nhị Xuân. Tòa án New York đảo ngược bản án năm 2020 của ông trùm Hollywood Harvey Weinstein. Trước giờ xuất phát chặng 21 cúp truyền hình từ Bình Dương đi Mỹ Tho lộ trình 112 km. Theo dự báo của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, do dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm nay kéo dài hơn so với cùng kỳ năm ngoái, nhu cầu đi lại tại bến xe khách liên tỉnh sẽ tăng cao. Cụ thể, bình quân mỗi ngày sẽ có hơn 64.000 hành khách di chuyển với hơn 3.000 chuyến xe phục vụ, tăng 26% lượng khách so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện nay, nhu cầu đi lại của người dân bằng xe khách cái chặng ngắn đi miền Tây, Tây Nguyên và miền Trung đang tăng cao. Trong đó, một số điểm đến du lịch như Đà Lạt, Nha Trang, Phan Thiết có dấu hiệu khan hiếm vé xe. Đại diện công ty cổ phần xe khách Phương Trang cho biết, trong một số ngày cao điểm nghỉ lễ, các tuyến đi các tỉnh miền Tây, Tây Nguyên và miền Trung do công ty khai thác đã tương đối đầy do nhu cầu đi lại tăng cao. Với một số tuyến nhu cầu vượt quá công suất khai thác hiện tại, công ty đang chủ động lên kế hoạch tăng cường xe. Hai ngày trước dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, bến xe miền Đông quận Bình Thạnh không quá đông khách, nhưng xe đã đậu kín bãi, sẵn sàng phục vụ khách về quê đi du lịch. Dạo quanh các quầy vé, nhiều nhà xe cho biết chỉ còn vé đi trong ngày và ít vé ngày mai, riêng vé ngày 26 và 27 tháng 4 đã hết. Dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay, người lao động được nghỉ đến 5 ngày. Đây được xem là điều kiện thuận lợi để thúc đẩy các hoạt động du lịch trong nước. Nhiều điểm đến, khu vui chơi giải trí và các đơn vị du lịch đã có sự đầu tư về sản phẩm dịch vụ, phương tiện để tăng thêm trải nghiệm, tạo điểm nhấn và sức hấp dẫn cho du khách. Để chuẩn bị cho đợt lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm nay, khu du lịch Suối Tiên đã đầu tư thêm 3 hoạt động mới: mô hình giải trí thực tế ảo, hành tinh ánh sáng, vườn chim phong linh điệu cảnh để gia tăng trải nghiệm độc đáo cho du khách. Chúng tôi dự đoán trước là trong dịp lễ này, lượng khách có thể là tăng lên từ 15 đến 20%. Chuẩn bị trước để làm sao phục vụ cho du khách đến tham quan Suối Tiên một cách vui vẻ nhất và an toàn nhất. Tại Đồng Nai, một siêu công viên giải trí rộng 180 hectare cũng được chính thức vận hành vào đúng dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm nay. Từ các mô hình giải trí trên cạn, dưới nước và những farm như thế này sẽ đem lại cho du khách có những trải nghiệm mới. Trong bối cảnh giá vé máy bay nội địa tăng cao, nhiều doanh nghiệp lữ hành đã lập tức đa dạng hóa sản phẩm theo hướng tăng tour đi xe ô tô chất lượng cao. Đặc biệt những cái tuyến gần, ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh Đà Lạt, thành phố Hồ Chí Minh Buôn Ma Thuột, thành phố Hồ Chí Minh Quy Nhơn, thành phố Hồ Chí Minh Phú Yên, đây là những cái tuyến khách hàng được ưa chuộng cái đường xe nhiều hơn. Dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 được xem là thời điểm vàng để ngành du lịch khởi động mùa cao điểm hè. Khu vực Tây Nguyên đang bước vào cao điểm mùa khô. Đây là mùa khô khắc nghiệt nhất trong nhiều năm qua. Nắng nóng nhiều khiến nguồn nước ngày càng khan hiếm, dẫn tới tình trạng cây trồng bị chết khô. Thực trạng này đã và đang ảnh hưởng tới đời sống dân sinh cũng như sản xuất nông nghiệp. Tây Nguyên có tổng diện tích đất nông nghiệp trên 5 triệu hecta. Mùa khô đến sớm và kéo dài, nhiều vùng sản xuất bị khô hạn, thiếu nước tưới, hạn hán diện rộng. Đối với bà con nông dân, bây giờ nước quý hơn vàng. Năm nay không biết nó cạn hết nước từ trên kia rồi, không có kiếm được nước thì năm nay nhà có khoan cái nước ở trong ruộng này mà cái máy trục trặc thế này giờ bơm nó không ra nước, không biết ra sao. Cà phê của tôi gần 5 ngày nữa mà không có nước tưới là chặt bỏ luôn. Suối Đắc Sô, dòng suối lớn nhất của huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông cạn kiệt nước. 30 công trình thủy lợi của huyện này cũng ghi nhận mực nước giảm sâu. Ba đập dâng luôn trong tình trạng trơ đáy. Khu vực thượng nguồn hồ Đan Kia, suối Vàng, tỉnh Lâm Đồng cũng trong tình trạng tương tự. Mọi năm nay là có mưa rồi, mà năm nay giờ cũng chưa có mưa trận nào. Nhất là nhà vườn nếu mà không có nước tưới là có chừng là chết héo. Hiện cây trồng và con người tại khu vực Tây Nguyên đang phải chống chọi trong thời tiết khắc nghiệt, vừa mong mỏi những cơn mưa. Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và ký Hiệp định Geneva năm 1954, ngày 25 tháng 4, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã khai mạc trưng bày Điện Biên Phủ – Tinh thần bất diệt. Từ xe đạp thù, khẩu pháo đến lưỡi cuốc lưỡi liềm, gần 150 tài liệu, hiện vật nêu bật ý nghĩa tầm vóc giá trị của chiến thắng Điện Biên Phủ, yếu tố tiên quyết là sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.
Cái cuộc trưng bày này, cái hiện vật nó lại được khai thác ở một cái góc độ khác, đó là nêu được cái ý chí rồi cái tinh thần quyết chiến quyết thắng, mà chính cái tinh thần đó nó không chỉ ở Điện Biên Phủ mà nó là còn làm nên Điện Biên Phủ trên không năm 1972, rồi đại thắng mùa xuân năm 1975. Từ đó thì càng nhận thức được trong mình cái trách nhiệm lớn lao là phải xây dựng đất nước, phải kiến thiết đất nước để xứng đáng như lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói, là đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Triển lãm mở cửa từ nay đến hết tháng 6 để chào đón mọi người Việt Nam và cả khách quốc tế chiêm ngưỡng sức mạnh và truyền thống cách mạng của đất nước ta trong chiến dịch lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Ở phần tiếp theo đây sẽ là hai vợ chồng đánh shipper gãy tay bị tuyên án tù. Công an Nghệ An bắt ba đối tượng cho vay lãi nặng hàng tỷ đồng. Chiều 25 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã mở phiên tòa xét xử vụ hai vợ chồng Trương Đình Nhạc, 45 tuổi và Nguyễn Thị Thủy, 44 tuổi ở thôn 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi về tội giết người đối với một shipper. Theo cáo trạng, ngày 17 tháng 2 năm 2023, anh Lâm Anh Đạt, 24 tuổi, ngụ huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, đến nhà ông Nhạc để giao đơn hàng là hai cây hoa đỗ quyên trị giá 230.000 đồng, 200.000 đồng tiền cây và 30.000 đồng tiền ship. Khi ông Nhạc không nhận hàng nên anh Đạt đề nghị trả phí vận chuyển 30.000 đồng, trả lại đơn hàng về cho người bán theo quy định của công ty. Lời qua tiếng lại, Nhạc đã đấm đá liên tục và dùng bình bông đập vào đầu shipper. Nhạc còn cùng vợ Nguyễn Thị Thủy dùng tiếp sắt, ghế inox đánh shipper. Qua giám định thương tật, shipper Lâm Anh Đạt gãy hai tay, thương tích tổn hại sức khỏe 24%. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trương Đình Nhạc 9 năm tù giam, Nguyễn Thị Thủy 3 năm tù giam. Chỉ vì nhìn nhầm mà nhóm thanh thiếu niên chém người gây thương tích, liên quan vụ việc, Công an thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã làm việc với nhóm đối tượng này. Bốn đối tượng bị mời làm việc là Nguyễn Phát Đạt, Phạm Đinh Luật, Nguyễn Anh Duy và Trương Hoàng Tuấn Kiệt, độ tuổi từ 15 đến 21. Trước đó, vào tối 20 tháng 4, Phạm Minh Pháp, 20 tuổi, đến quán nhậu thì gặp một thanh niên 22 tuổi ngụ thành phố Sa Đéc. Tưởng lầm là người có mâu thuẫn với mình trước đó, nên Pháp đã rủ Đạt, Duy, Kiệt và Luật mang theo dao tự chế, rồi cả nhóm xông vào chém gây thương tích cho thanh niên này ở thành phố Sa Đéc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 13 giờ xảy ra vụ án, công an đã xác định được các đối tượng. Được sự vận động của lực lượng công an, Pháp đã ra đầu thú. Hiện Pháp đang bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Hôm qua, khu đất rộng nhiều hecta với cây cối mọc cao gần cơ sở cai nghiện ma túy Nhị Xuân, huyện Hóc Môn bất ngờ phát hỏa cháy nhiều giờ. Rất may đám cháy đã không gây ảnh hưởng đến cơ sở này. Thông tin ban đầu khoảng 12 giờ trưa, người dân địa phương thấy cháy bên trong khu đất rộng nhiều hecta với cây cối mọc cao ở cây phía sau cơ sở cai nghiện ma túy Nhị Xuân, xã Xuân Thế Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tiến hành chữa cháy, nhiều máy bơm công suất lớn được huy động đến hút nước trực tiếp từ các kênh sạch tại đây để dập lửa. Ghi nhận tại hiện trường, do trời khô nóng cộng gió khiến đám cháy lan rộng, cơ sở cai nghiện ma túy Nhị Xuân nằm cách đám cháy một đoạn và được ngăn bằng một khu đất trống của dự án công trình đang thi công. Cùng ngày, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Xuân Thế Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đám cháy cơ bản được khống chế. Chiều 25 tháng 4, thi thể 4 nạn nhân bị lật xà lan trên vùng biển cách đảo Lý Sơn khoảng 3 hải lý đã được tàu cứu hộ SAR-412 đưa vào cảng Dung Quốc. Danh tính 4 nạn nhân được xác định gồm Trần Minh Phúc, Quảng Ngãi, Võ Như Song, Tiền Giang và Đặng Văn Ước, Đặng Văn Nhung, Long An. Các lực lượng biên phòng, hải quan cùng chính quyền địa phương đã làm thủ tục nhận dạng khám nghiệm tử thi trước khi bàn giao cho gia đình. Đáng chú ý là cả 4 nạn nhân đều không có tên trong danh sách làm việc trên tàu khi tàu kéo LA06695 đăng ký xuất bến tại cảng Kỳ Hà, tỉnh Quảng Nam. Hiện các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm thi thể các nạn nhân mất tích. Ngoài hiện trường, hiện có các tàu SAR412, SAR274, tàu cảnh sát biển 6006, tàu biên phòng 090501 tham gia công tác tìm kiếm. 9 thợ lặn chuyên nghiệp cùng 12 ngư dân huyện đảo Lý Sơn có kinh nghiệm lặn biển cũng được huy động để tìm kiếm các nạn nhân. Trước đó, rạng sáng ngày 24 tháng 4, tàu kéo LA06695 của công ty Minh Linh kéo theo xà lan LA06883 chở đá học có 5 người đăng ký làm việc trên tàu. Khi đang di chuyển từ cảng Kỳ Hà, tỉnh Quảng Nam đi đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi thì xảy ra sự cố khiến tàu kéo bị chìm và xà lan lật. Hiện vẫn chưa rõ chính xác số người làm việc trên tàu.
Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt 3 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Tang vật thu giữ là hàng triệu đồng tiền mặt và nhiều vật chứng có liên quan. Các đối tượng bị bắt là Nguyễn Xuân Tài, 33 tuổi, Lê Thị Thảo, 29 tuổi và Quách Thị Phương, 42 tuổi, cả ba cùng ngụ thị xã Hoàng Mai. Lợi dụng tình hình kinh tế khó khăn và nhu cầu vay tiền của nhiều người dân, nhất là những người có thu nhập thấp và tiểu thương các chợ trên địa bàn. Từ giữa năm 2023 đến nay, các đối tượng đã cho khách hàng vay nặng lãi dưới vỏ bọc cho vay trả góp. Lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng trên 1 triệu đồng trên một ngày. Thời gian vay càng dài thì lãi suất càng cao. Công an đã thu giữ số tiền hơn 200 triệu đồng, một máy tính xách tay, hai điện thoại di động cùng nhiều sổ sách, giấy tờ, hợp đồng cho vay tiền. Bước đầu cơ quan chức năng làm việc với 18 bị hại và xác định số tiền Tài Thảo Phương tổ chức cho vay và cầm cố tài sản khoảng 2,2 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 300 triệu đồng. Vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật. Thế giới trong đêm có gì đáng quan tâm? Mỹ công bố dữ liệu kinh tế mới của quý đầu năm tăng trưởng chậm hơn so với dự báo. UAE giới thiệu những công cụ ăn tái chế làm từ rơm lúa mì. Hôm qua, Bộ Thương mại Mỹ đã công bố dữ liệu kinh tế mới của quý đầu năm. Theo đó, tăng trưởng kinh tế của cường quốc số 1 thế giới chậm hơn dự báo. Một tin kém khả quan nữa là lạm phát Mỹ tăng cao hơn dự báo trước đó, khiến niềm tin của giới đầu tư càng thêm lung lay. Sau thông tin này, thị trường chứng khoán phản ứng tiêu cực. Kết phiên 25 tháng 4, theo giờ địa phương, Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đều giảm gần 0,5-1%. Cụ thể, tăng trưởng GDP hàng năm của Mỹ đạt mức 1,6% trong quý trước, được hỗ trợ phần lớn nhờ chi tiêu cá nhân. Trước đó, nhiều chuyên gia của Reuters dự báo con số này sẽ là 2,4%. Hồi quý 4 2023, tăng trưởng kinh tế Mỹ đạt mức 3,4%. Vào tuần trước, Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã nâng dự báo tăng trưởng của Mỹ năm nay lên 2,7% từ mức 2,1%, với lý do số lượng việc làm và chi tiêu tiêu dùng sẽ tăng mạnh hơn dự kiến. Số việc làm tăng trong quý đầu tiên trung bình là 276.000 mỗi tháng so với mức trung bình của quý cuối năm 2023 là 212.000. Trong khi đó, tỷ lệ lạm phát hàng năm của Mỹ trong quý 1 tăng 3,4% là mức tăng trưởng lớn nhất trong một năm qua, với lạm phát lõi tăng 3,7%, cao hơn nhiều so với mức mục tiêu 2% của Fed. Với dữ liệu mới, nhiều nhà đầu tư tin rằng sẽ rất khó để Fed cắt giảm lãi suất trước tháng 9. Rạng sáng nay 26 tháng 4 theo giờ Việt Nam, đồng loạt hai ông lớn làng công nghệ Mỹ là Alphabet, công ty mẹ của Google, và Microsoft công bố báo cáo tài chính quý 1 với tình hình kinh doanh đều khả quan vượt kỳ vọng. Alphabet đạt doanh thu hơn 80 tỷ đô la Mỹ trong quý 1 so với ước tính chỉ gần 79 tỷ đô la. Đặc biệt, doanh nghiệp này lần đầu tiên thông báo trả cổ tức với 20 cent cho mỗi cổ phiếu, đồng thời chi 70 tỷ đô la Mỹ để mua lại cổ phần. Thông tin mới đã đẩy giá cổ phiếu Alphabet có lúc bật tăng 13% trước khi kết phiên trong giá đỏ. Trong khi đó, báo cáo của Microsoft cũng khả quan hơn dự báo. Quý 1, doanh thu của Microsoft đã tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy vậy, phiên giao dịch kém khả quan cũng không cứu được cổ phiếu Microsoft khi mã này kết phiên 25 tháng 4 giảm 2,5%. Thời gian tới, Alphabet và Microsoft tiếp tục có những kế hoạch liên quan đến trí tuệ nhân tạo, hứa hẹn đem về doanh thu khả quan trong tương lai. Cùng ngày, cổ phiếu Meta cũng giảm gần 11% do kế hoạch đầu tư mạnh tay hàng tỷ đô la Mỹ vào AI cũng làm cổ đông có phần e ngại dẫn đến tình trạng bán tháo cổ phiếu. Tối qua theo giờ Việt Nam, Tòa án New York đã đảo ngược bản án năm 2020 của ông trùm Hollywood Harvey Weinstein về tội cưỡng bức và tấn công tình dục. Đây là một trong những vụ án thúc đẩy phong trào Me Too. Trong phán quyết với tỷ lệ 4/3, Tòa phúc thẩm New York cho biết thẩm phán phụ trách phiên tòa xét xử ông Weinstein đã phạm sai lầm khi cho phép những người phụ nữ làm chứng về những cáo buộc không liên quan đến vụ án. Tòa cũng ra lệnh xét xử lại. Tuy nhiên, quyết định có xét xử lại hay không sẽ phụ thuộc vào công tố viên Alvin Bragg, người đang vướng bận với việc truy tố cựu Tổng thống Donald Trump. Trước đó, vào tháng 3 năm 2020, ông Weinstein đã nhận bản án 23 năm tù ở New York về tội ép buộc một trợ lý sản xuất thực hiện hành vi dâm ô vào năm 2006 và cưỡng bức một nữ diễn viên vào năm 2013. Dù tòa phúc thẩm New York đảo ngược bản án năm 2020, ông Weinstein vẫn phải tiếp tục ngồi tù vì đã bị truy tố ở Los Angeles vào năm 2022 trong một vụ án khác với hình phạt 16 năm tù.
Một công ty khởi nghiệp ở Dubai, UAE đã giới thiệu những dụng cụ ăn tái chế làm từ rơm lúa mì. Bên trong chúng có chứa hạt giống. Khi không còn sử dụng nữa, người dùng có thể lấy hạt giống ra để trồng rau. Đây là sản phẩm của công ty Bloom Spoon nhằm thúc đẩy thói quen bền vững với môi trường. Người dùng có thể cắm thẳng dụng cụ ăn đã qua sử dụng vào đất hoặc lấy hạt giống ra để trồng. Bạn có thể tái sử dụng dụng cụ ăn này đến 5 năm. Chúng tôi phản đối các sản phẩm nhựa dùng một lần và muốn tạo ra một giải pháp bền vững hơn. Bloom Spoon đã hợp tác với nhiều nhà hàng và quán cà phê ở Dubai để cung cấp dụng cụ ăn có thể gieo trồng. Một trong những tiêu chí tại nhà hàng Lowy là sự bền vững, không chỉ đơn thuần là tái chế mà còn tái sử dụng gần như mọi thứ. Đây là khu vườn của chúng tôi, nhờ có dụng cụ ăn của Bloom Spoon mà chúng tôi có thể trồng thêm húng tây, bạc hà, ớt và hẹ. Theo một nghiên cứu của Đại học Asman vào năm 2021, UAE tạo ra hơn 6,5 triệu tấn rác thải mỗi năm. Nghiên cứu cũng đề cập đến việc quản lý rác thải kết hợp nhiều giải pháp của UAE nhằm tái chế 75% rác thải đô thị thay vì đổ dồn vào các bãi rác. Ở phần thông tin thể thao và cập nhật, thắng U23 Qatar, U23 Nhật Bản thẳng tiến vào bán kết U23 châu Á. Xe bồn va chạm xe máy, một người nguy kịch. Kính thưa quý vị, sáng nay Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh 2024 sẽ tiếp tục diễn ra chặng 21 từ Bình Dương đi Mỹ Tho, Tiền Giang, lộ trình 112 km. Dù thời tiết nắng nóng là thử thách nhưng với một chặng đua đường bằng không quá dài sẽ là cơ hội để các tay đua nỗ lực tấn công nhằm tìm kiếm chiến thắng chặng ở cuộc đua năm nay. Sau 20 chặng đã qua, Peter Rikunov đã chứng minh sức mạnh toàn diện, gần như chắc chắn bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng và áo xanh chung cuộc tại cuộc đua năm nay. Với việc Nguyễn Tấn Hoài và Phạm Lê Xuân Lộc cũng đang nắm lợi thế lớn trong cuộc cạnh tranh áo cam và áo trắng, thì giờ đây tâm điểm của những chặng đua còn lại thuộc về nỗ lực của các tay đua nhằm tìm kiếm chiến thắng chặng. Nguyễn Văn Nhã của ekip quân khu 7 là gương mặt mới nhất bước lên bục chiến thắng sau khi về nhất chặng 20. Tài năng trẻ sinh năm 2004 là tay đua thứ 6 giành chiến thắng chặng tại cuộc đua năm nay sau Peter Rikunov, Martin Las, Sava Novikov, Trần Tuấn Kiệt và Lê Nguyệt Minh. Chiến thắng của Văn Nhã cũng là động lực để các nội binh khác mạnh dạn tấn công để tìm kiếm chiến thắng chặng trong hành trình về miền Tây ở 4 chặng tiếp theo: Tiền Giang, Cần Thơ, An Giang và Đồng Tháp. Chặng 21 sẽ được truyền hình trực tiếp lúc 8 giờ ngày 26 tháng 4 trên kênh HTV9, HTV Thể thao, ứng dụng HTVC và các nền tảng mạng xã hội của HTV. Đêm qua, chủ nhà Qatar đã gặp Nhật Bản tại tứ kết giải U23 châu Á. Dù phải thiếu người ngay từ hiệp 1, nhưng U23 Qatar đã vô cùng nỗ lực trong suốt 90 phút thi đấu chính thức. Ngay từ phút thứ 2, Yamada đã ghi bàn thắng sớm cho Nhật Bản. Phút thứ 24, từ quả tạt từ cánh phải, Andrawi đánh đầu đưa trận đấu về vạch xuất phát. Tuy nhiên, gần cuối hiệp 1, thủ môn Badiade của Qatar nhận thẻ đỏ rời sân. Huấn luyện viên Vale đưa thủ môn dự bị Ali Nadine Mahmoud vào thay thế. Tại hiệp 2, tỷ số một lần nữa được cân bằng 2-2 sau hai bàn thắng của Gabriel Kata phút thứ 49 và Kimura Nhật Bản ở phút thứ 67, buộc hai đội phải bước vào hiệp phụ để phân định thắng bại. Phút 101, nhờ đường chọc khe từ đồng đội, Hosuya dứt điểm nâng tỷ số lên 3-2 cho đội bóng Đông Á. Chưa dừng lại ở đó, ở phút thứ 112, Uchino ấn định chiến thắng 4-2 cho Nhật Bản, chính thức kết thúc giấc mơ vô địch châu Á của chủ nhà U23 Kata. Với chiến thắng này, U23 Nhật Bản giành vé vào bán kết U23 châu Á sẽ chạm trán đội thắng trong trận tứ kết Việt Nam gặp Iraq lúc 0 giờ 3 phút ngày 27 tháng 4. Ở trận tứ kết khác, Hàn Quốc đã gặp Indonesia. Không nhiều người tin đoàn quân của huấn luyện viên Shin Tae-yong có thể vượt qua cái tên kỳ cựu ở lần đầu tiên tham gia đấu trường châu lục này để giành vé vào bán kết. Thế nhưng đội bóng Đông Nam Á lại là đội mở tỷ số trước với bàn thắng phút 15 của Struik. Phút 45, Tugruf của Indonesia phản lưới nhà trước khi Struik lập cú đúp, một lần nữa đưa Indonesia vượt lên. Sang hiệp 2, Hàn Quốc thi đấu thiếu người từ phút 70 khi tiền đạo Lee Jang-chun nhận thẻ đỏ rời sân. Thế nhưng họ lại có bàn thắng phút 84 của Cheon đưa hai đội vào hiệp phụ. Không có bàn thắng được ghi thêm sau đó, trận đấu buộc phải bước vào loạt luân lưu cân não. Cú sút luân lưu thứ 12 của Lee Kang-hee đã bị thủ môn Hernando Ari cản phá trước khi Ahan đá phạt thành công, đem về chiến thắng cho Indonesia. Indonesia lập nên kỳ tích với tấm vé vào bán kết U23 châu Á ngay lần đầu tiên tham dự. Ngựa ô Đông Nam Á sẽ gặp đội thắng trong trận Uzbekistan và Ả Rập Xê Út diễn ra lúc 21 giờ hôm nay, 26 tháng 4.
Khuya qua trên đường Nguyễn Xiển, phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra một vụ tai nạn giữa xe bồn và xe máy khiến một người đàn ông khoảng 30 tuổi phải nhập viện cấp cứu. Sau đó, một nam thanh niên gần 30 tuổi chạy xe máy biển số 59X1-68549 trên đường Nguyễn Xiển hướng từ chung cư Vinhome ra đường Nguyễn Văn Tăng. Khi đang lên dốc cầu Rạch Hầm thì va chạm với xe bồn biển số 51E-03819 chạy cùng chiều. Tai nạn làm nam thanh niên bị xe bồn ủi văng về trước, nằm bất động, sau đó được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt điều tiết giao thông xử lý hiện trường. Được biết nạn nhân đã có nhậu và đang chạy xe về nhà. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây sáng hôm nay. Xin chúc quý vị sẽ có một ngày mới thật nhiều niềm vui. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chiều nay.